Xin kính chào tất cả quý anh chị và khách hàng đã quay trở lại với kênh Toyota Daily, và em là Tàng, nhân viên tư vấn bán hàng của đại lý xe Toyota. Ngày hôm nay kênh Toyota Daily sẽ tạm thời bỏ qua những cái việc hỗ trợ 50% thuế của nhà nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ áp dụng cho những dòng xe lắp ráp trong nước. Thì ngày hôm nay kênh Toyota Daily sẽ mang đến cho quý anh chị một dòng xe nhập khẩu rất hot tại thị trường Việt Nam, mà như quý anh chị đã biết trước màn hình của quý anh chị chính là Toyota Altis 1.8V năm 2023. Thì ngoài cái phiên bản này thì Altis sẽ còn có hai phiên bản khác, là một phiên bản xăng thấp hơn là 1.8G và phiên bản cao cấp hơn là 1.8 HEV hay còn gọi là động cơ hybrid. Thì đối với phiên bản trước màn hình của quý anh chị đang có giá niêm yết là 765 triệu đồng, có thể gọi là một phiên bản xăng cao cấp nhất của dòng Toyota Altis được bán tại thị trường Việt Nam. Với việc là xe nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan nên mẫu Toyota Altis này sẽ không được hỗ trợ 50% thuế trước bạ đến từ nhà nước. Vậy thì để thúc đẩy cái việc bán mẫu xe này khi mà những cái dòng xe lắp ráp trong nước bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 sẽ được hỗ trợ thuế, thì đại lý cũng như là nhà máy Toyota Việt Nam sẽ có những cái chương trình ưu đãi như thế nào đối với mẫu xe này khi mà quý anh chị chốt mua mẫu xe này ở thời điểm tháng 7 năm 2023, và cái chương trình khuyến mãi của tháng 7 này có khác gì thương mình cho chương trình khuyến mãi tháng 6 hay không. Thì ngày hôm nay mục đích của clip này, Toyota Daily sẽ cập nhật cho quý anh chị lại một lần nữa về mức giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi. Và trước khi đến với phần báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi, xin mời quý anh chị cùng em một lần nữa nhìn ngắm lại những ưu điểm, nhược điểm và trang thiết bị có trên Toyota Altis 1.8V năm 2023. Rồi sau đó em sẽ báo giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi cho quý anh chị lại một lần nữa ở đầu tháng 7 năm 2023 này, xem có sự khác biệt như thế nào. Xin mời quý anh chị. Corolla Altis thế hệ thứ 12 được chia sẻ trên nền tảng khung gầm TNGA hoàn toàn mới của Toyota. Phiên bản Altis 1.8e sẽ bị khai tử và cách đặt tên các phiên bản tương tự với mẫu SUV Corolla Cross, Altis 1.8G, Altis 1.8V và Altis 1.8 HV. Với nền tảng khung gầm mới, kích thước của Toyota Corolla Altis được thay đổi kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4630, 1780, 1455mm. Chiều dài cơ sở giữ nguyên so với bản tiền nhiệm là 2700mm. Sự đổi mới trên Corolla Altis 2022 đã xuất hiện ngay ở phần đầu xe, với cụm lưới tản nhiệt được mở rộng và thiết kế sang trọng hơn, đi cùng các chi tiết mạ chrome nổi bật. Phong cách này mang đến cảm giác quen thuộc cho người xem khi phần đầu có khác khá tương đồng với Camry hoặc là các dòng Lexus hạng sang. Phía trên lưới tản nhiệt là logo xe Toyota 3D mới được thiết kế lại, có thể phát sáng vào ban đêm hoặc khi có đèn rọi vào. Bên cạnh đó, Toyota còn tinh tế trang trí thêm hai đường mạ chrome sang trọng mở rộng sang hai bên, tạo thiện cảm với khách hàng khi mua xe. Cụm đèn LED trước mang phong cách mới so với thế hệ cũ khi được thiết kế hình chữ Z cách điệu ôm về hai bên, tạo ra ánh nhìn sắc sảo cho phần đầu xe. Hốc đèn sương mù bên dưới thiết kế sở hữu chữ C dạng ngược, góc cạnh được mạ chrome viền ngoài, trong hầm hố và mạnh mẽ hơn hẳn. Bước sang thân xe Toyota Altis 2022, bạn dễ dàng nhìn thấy bộ mâm 17 inch làm bằng hợp kim, kết hợp hai màu trắng, đen, năm đa chéo kép rất thể thao. Thân xe không sử dụng quá nhiều đường gập nổi nhằm mang đến vẻ bề ngoài thanh thoát truyền thống của những chiếc sedan 5 chỗ. Gương chiếu hậu cùng màu thân xe có thể gập, chỉnh điện và tích hợp bóng LED báo rẻ. Tay nắm cửa và viền cửa sổ trên sáng bóng trở thành điểm nhấn cho khu vực thân xe. Ở đuôi xe, cặp đèn hậu LED cũng sở hữu những đường nét thiết kế thanh mảnh và kết nối với nhau bởi dải chrome. Cản sau thiết kế mô phỏng hình chữ C ở hai phần đầu tương tự như cản trước. Đuôi xe đầy đặn khi không sử dụng quá nhiều đường gập nổi. Phía dưới vẫn là hai đèn phản quang hai bên, ống xả đơn đặt bên phải. Cụm đèn và cản sau được tinh chỉnh mới theo dạng thiết kế nổi khói, mang đến sự bề thế cho Corolla Altis. Trong đó, cụm đèn hậu hình chữ L trang bị bóng LED kết hợp với đường chỉ mạ chrome nối liền hai bóng. Đặc biệt, Toyota Altis 1.8V sở hữu kích thước tổng thể lớn cùng chiều dài cơ sở là 2700mm đã tạo nên một không gian nội thất khá rộng rãi, thoáng đãng cho người sử dụng. Bảng táp lô, bảng điều khiển được thiết kế chỉnh chu, đi kèm thiết kế chi tiết da mạ chrome sang trọng. Vô lăng của Altis 1.8V dạng 3 chấu bọc da, trang bị nhiều phím bấm tiện ích cho cả hai bên. Điểm khác biệt ở thế hệ mới so với bản cũ là xuất hiện thêm đường mạ chrome xung quanh mặt vô lăng, tạo nét thể thao và cá tính bên trong khoang lái. Phiên bản 1.8V được trang bị đồng hồ kỹ thuật số 7 inch. Bên cạnh đó, phiên bản 1.8V sở hữu màn hình 9 inch, kết nối điện thoại không dây, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Xe còn được trang bị cửa sổ gió điều hòa, thành thang ngược, viền mạ chrome, phanh tay điện tử được trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 1.8V. Ghế ngồi trên cả 3 phiên bản đều được bọc da, riêng ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng với thiết kế ôm trọn người lái, giúp mang đến trải nghiệm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển. Hàng ghế sau trang bị đầy đủ hai tựa đầu cùng khoảng trĩ chân rộng rãi và dây đai an toàn. Ngoài ra, vị trí này còn xuất hiện bệ tỳ tai kết hợp khay đựng ly. Corolla Altis 1.8V 2022 là mẫu xe tiếp theo được Toyota trang bị hệ thống an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense thế hệ thứ 2, bao gồm các tính năng an toàn và hỗ trợ người lái tiên tiến như cảnh báo tiền va chạm,
điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, đèn chiếu xa tự động. 765 triệu đồng là mức giá niêm yết của mẫu xe này và xe sẽ sở hữu những cái option trên thiết bị giống như quý anh chị đã vừa cùng em xem lại một lần nữa. Vậy thì với mức giá niêm yết trên, quý anh chị đánh giá như thế nào về mẫu xe này? Và nếu mà quý anh chị chưa có thể đánh giá được mẫu xe này với mức giá đó thì quý anh chị hãy cùng em tham khảo hết video clip này về mức giá lăn bánh và chương trình khuyến mãi để xem với mức giá niêm yết như trên thì Toyota Altis 1.8V ở thời điểm tháng 7 năm 2023 này được hỗ trợ từ đại lý cũng như nhà máy Toyota Việt Nam như thế nào để có thể cạnh tranh với những dòng xe lắp ráp trong nước ở thời điểm hiện tại đang được giảm 50% thuế. Với mức giá niêm yết 765 triệu đồng để mỗi xe lăn bánh, quý anh chị bắt buộc phải có khoản chi phí như sau. Thứ nhất, thuế trước bạ 10% tương đương 76.500. Thứ hai, phí biển số Hồ Chí Minh 20 triệu, tỉnh huyện 1 triệu. Các chi phí bắt buộc cần phải có nữa như bảo hiểm nhân sự, phí đường bộ, lệ phí đăng kiểm, thêm 3 khoản chi phí đó tầm khoảng từ 2 đến 3 triệu đồng nữa. Sau khi cộng hết tất cả các chi phí bắt buộc phải có, quý anh chị lăn bánh mẫu Toyota Altis 1.8V tại thành phố Hồ Chí Minh sau khi đã giảm được rất nhiều tiền mặt đến từ đại lý Toyota sẽ là 838 triệu đồng. Nếu mà quý anh chị lăn bánh ở tỉnh huyện, 819 triệu đồng. Hiện tại đối với mẫu Toyota Altis 1.8V này đang được hỗ trợ mức giá lăn bánh rất tốt và rất hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 7 năm 2023, nhưng mà chưa dừng ở đó. Khi quý anh chị liên hệ cho Toyota Daily, quý anh chị còn sẽ được tặng kèm một gói phụ kiện trang bị đầy đủ đi kèm để phục vụ cho nhu cầu của quý anh chị lăn bánh mẫu xe này ngoài đường. Và chỉ cần là 227 triệu đồng là quý anh chị có thể nhận ngay mẫu xe này về với hình thức trả góp. Và hiện tại Toyota Daily vẫn hỗ trợ cho quý anh chị với hai gói lãi suất. Gói thứ nhất hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay 1 năm với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.9% cho tháng. Và gói thứ hai hỗ trợ cố định xuyên suốt thời gian vay cho quý anh chị với lãi suất mỗi tháng chỉ từ 0.88% cho tháng. Cả hai gói mà em vừa báo cho quý anh chị thì đều có thể vay được lên đến là 7 năm. Hoặc là xin lỗi quý anh chị là 8 năm và có thể vay được lên đến là 80% giá trị xe. Hai gói lãi suất mà tên Toyota Daily đang hỗ trợ cho quý anh chị thì em tin chắc rằng hiện tại những quý anh chị nào đã tham khảo về mức lãi suất ngân hàng cũng biết được đây là hai gói lãi suất hấp dẫn và tốt nhất của thị trường ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Và hãy liên hệ kênh Toyota Daily qua số hotline phía bên dưới màn hình để được tư vấn kỹ hơn về mức lãi suất của ngân hàng quý anh chị sẽ được áp dụng gói vay như thế nào, tùy theo điều kiện mà quý anh chị đang có, cũng như là tùy theo quý anh chị sẽ trả trước bao nhiêu tiền, vay trong vòng bao nhiêu năm thì mỗi anh chị, mỗi khách hàng sẽ có bản góp chi tiết ngân hàng khác nhau. Hãy liên hệ kênh Toyota Daily để được gửi bản góp chi tiết đó để cho quý anh chị dễ dàng cân đối về mặt tài chính của mình hơn. Anh chị khách hàng nào đang muốn biết về mức giá lăn bánh chi tiết tại nơi mình ở hoặc là muốn biết được khi mà mình mua được trang bị cái gói phụ kiện như thế nào thì hãy liên hệ kênh Toyota Daily qua số hotline phía bên dưới màn hình để được hỗ trợ tư vấn một cách chi tiết nhất. Nếu mà muốn tham khảo những cái dòng xe khác hoặc phiên bản khác của Toyota Altis thì có thể liên hệ hoặc để lại bình luận phía bên dưới. Kênh Toyota Daily sẽ xem những cái bình luận của quý anh chị và sẽ cập nhật, sẽ làm clip hỗ trợ cho quý anh chị về cập nhật giá xe, chương trình khuyến mãi hoặc là những cái thay đổi nào đó mà quý anh chị mong muốn kênh Toyota Daily làm thì chúng em sẽ xem xét và sẽ làm để hỗ trợ cho quý anh chị. Những anh chị nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh cũng như là nhấn like để ủng hộ cho kênh Toyota Daily và cũng để theo dõi kênh khi mà kênh ra một cái clip mới cập nhật một cái chương trình khuyến mãi hay mức giá lăn bánh mới thì quý anh chị luôn luôn có được một mức giá lăn bánh mới nhất và chương trình khuyến mãi mới nhất mà kênh Toyota Daily sẽ cập nhật cho quý anh chị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị video kế tiếp.